cả mọi người. Hôm nay Hoàng Anh sẽ review cho quý vị một căn nhà với cái diện tích 53,4m trên sổ đỏ. Với cái căn nhà diện tích rộng này, xây thực tế là có duy nhất một căn xây 2 tầng và thiết kế cực kỳ hợp lý. Mọi người đừng bỏ lỡ khỏi video này nha. Sổ hộ khẩu thuộc quận Hà Đông với căn nhà này, ngõ trước nhà thực tế 2m cách với đường ô tô kia mọi người ạ. Nó khoảng ước chừng khoảng tầm 20m. Với cái căn nhà này thì đằng trước nó có một lô đất. Tuy nhiên thì ở đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn, nó đang rất là ngổn ngang bởi vì nhà bên cạnh đang xây dựng. Căn nhà này thì vừa mới xây dựng và hoàn thiện xong hết, dọn đồ về và ở ngay. Thông số nhà hướng nhà Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m32, mặt hậu của ngôi nhà 3m33, chiều dài 12m25. Với cái sổ rất là vuông vắn, thiết kế cực kỳ hợp lý. Đây là phần Ngọc Ánh đang đứng trước cửa của ngôi nhà. Thiết kế phần cửa chính hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với căn nhà này sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn mọi người nha. Vừa mới hoàn thiện xong hết. Và còn một chút về cái phần dọn dẹp vệ sinh nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Pháp lý chuẩn chỉnh, giấy phép chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái căn nhà này thì nó gần với lại trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, gần với lại cái đường Vành Đai 4 chuẩn bị được xây dựng. Với cái căn nhà này thì nó cũng gần với lại Ủy ban Nhân dân phường. Cụ thể thì nó thuộc vị trí là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội quý vị nha. Gần với bến xe Yên Nghĩa. Nó tóm lại với một cái căn nhà diện tích rộng thì ở trên kênh của Hoàng Anh thường nó rất là hiếm. Đa phần nó chỉ 30, 32, 35m thôi, nhưng căn nhà này diện tích thực tế đúng trên sổ đỏ 53,4m. Đây em đang đứng là cái phần phòng khách cũng như là để xe ở phía dưới tầng 1 nha mọi người. Căn nhà này chỉ thiết kế 2 tầng, bởi vậy cho nên mọi người có thể xem rất là kỹ video để biết xem căn nhà này với 2 tầng như thế, diện tích như thế, thiết kế có tối ưu công năng hay không. Với tầng 1 thiết kế toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Phần phòng khách và phần để xe khá là rộng mọi người nha. Đó, đang quay mấy cái nhà có 30-32m vào cái căn nhà 53m, nó khác hẳn luôn mọi người ạ. Đó. Ưu điểm lớn nhất của căn nhà này đó là diện tích rộng. Ưu điểm tiếp theo đó là xây độc lập một căn. Ưu điểm thứ ba đó là gần với đường ô tô đi lại, gần với chợ, đi đúng khoảng tầm 20-30m là ra tới chợ dân sinh. Cách với trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 nó phạm vi bán kính khoảng tầm 800m thôi. Nói chung là tiện ích công năng xung quanh đầy đủ. Ngoài năng đứng tiếp theo, nó là phần không gian phòng bếp nha quý vị. Đây, là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây, phụ kiện bếp, tủ bếp, chậu rửa bát. Đây, được hệ thống đây. Là được thiết kế lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị rồi. Căn nhà này thì giá chào bán hiện tại của chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng là 2 tỷ 300 triệu, bao toàn bộ phí thuế. Với căn nhà này quý vị có thể chi trả trước khoảng tầm 1 tỷ tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Đây là cái phần tầng 1 tiếp theo là phần phòng vệ sinh. Ngoài cái phần tầng 1 phòng khách này, phòng bếp này, còn một phòng vệ sinh này cũng khá là rộng đấy mọi người ạ. Đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng phía dưới tầng 1. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 2 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà này ở phía dưới tầng 1 là đã có bể ngầm 2 khối 8 và trên phía tầng 2 là có bồn nước 1 khối và có máy bơm nước tự động rồi quý vị nha. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ quý vị ạ. Căn nhà này thì chỉ việc xách vali về và ở thôi. Tiếp theo ở phía tầng 1 chưa hết đâu ạ. Đây, còn một căn phòng ngủ cực kỳ thoáng ở phía dưới tầng 1 đây quý vị nha. Đấy, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ. Ngoài vừa chia sẻ rồi, căn nhà này còn một chút về cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Cửa thông phòng và cửa nhà vệ sinh thì đều thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp quý vị ạ. Đó, như vậy Ngọc Ánh đã review chi tiết cụ thể đường, hướng, giá, vị trí, ưu điểm, nhược điểm của căn nhà này. Vậy thì trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế ra sao, mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Với căn nhà thiết kế cực kỳ hợp lý mọi người ạ, 53,4m diện tích rộng, siêu hiếm, thiết kế đơn giản. Có rất nhiều khách hàng cũng chia sẻ với em rằng là bên em có những cái căn nhà diện tích rộng chỉ xây 1 tầng 2 tầng không, bởi vì là nhà anh không có nhu cầu mà đến 4-5 tầng, thì căn nhà này khá là hợp lý để cho quý vị lựa chọn đúng không ạ. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà đây, với cái căn nhà rộng thì phải review như thế nào ạ. Trên phía tầng 2 thiết kế 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi.
Với căn nhà 53,4m mà thiết kế tận 3 phòng ngủ riêng biệt mọi người ạ. Đây thì là phần phòng thờ nhá. Đây, phần phòng thờ của ngôi nhà. Đó. Cùng Ngọc Ánh đếm phòng ngủ nhá. Phòng ngủ đầu tiên ở phía tầng 1, đây là phòng ngủ tầng thứ 2 ở phía tầng 2 mọi người nhá. Tất cả các phòng ngủ đều rất là thoáng và rất là rộng. Rất là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất cho quý vị. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Tiếp theo, đi đến căn phòng ngủ tiếp theo là đây, căn phòng ngủ thứ 3. Đây mọi người nhá, đây là căn phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà. Với 2 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ có thực sự là hợp lý hay không? Quý vị có thể để lại comment ở dưới phần bình luận. Bởi vì nhà này chủ đầu tư cũng thiết kế nó như thế này, Ngọc Ánh quay và gửi cho quý vị là đúng như thế. Ưu điểm có thì nhược điểm tất nhiên thì cũng không thể không có đúng không mọi người? Bởi vì cái căn nhà này thì nó là cuối ngõ, nó không phải ngõ thông. Và đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Trên tầng 2 còn một phòng vệ sinh nữa nhé quý vị nhé. Đây, với cái căn nhà này thì ở trước nó còn một lô đất. Và hiện tại thì cái nhà đang xây dựng này đang để nhờ đồ, cho nên nó khá là bừa bộn và nhìn nó khá là hẹp. Thực tế luôn thì lát nữa Ngọc sẽ quay cho mọi người ở ngay đầu video ấy. Thì đó có một cái nhà ở đằng trước nữa, nó cũng không bị bí lắm đâu. Còn đây là cái phần sân phơi, phần để máy giặt này, cũng như là lên ở trên mái mọi người nhé. Hợp lý đúng không ạ? Với cái căn nhà 2 tầng, 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp riêng, rất là hợp lý, phòng thờ riêng, 2 phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đây, đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng theo từng tầng. Bồn cầu và xịt vòi rửa, hệ thống ống chờ bình nóng lạnh, điện nước đầy đủ rồi. Căn nhà giá chào bán 2 tỷ 300 triệu đồng, sổ hộ khẩu Hà Đông. Còn chần chờ gì mà mọi người không liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể nắm bắt được thông tin cụ thể chi tiết rõ nhất. Theo số điện thoại 0983013403 hóa 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn một nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.